chào tất cả các bạn nhá, lại là mình Nạc Dương TV mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ chợ Cán Cấu mọi người nhá. Đây, hôm nay các bạn cùng theo chân mình xem chợ Cán Cấu có những gì mọi người nhá, có gì và bán gì. Đây, hiện tại đang ở đầu chợ, đây là cái gian hàng thổ cẩm mọi người ạ. Đó, mọi người có thể thấy đẹp luôn. Đây, ngay đầu chợ đây là mình gặp một hàng bán đậu hũ mọi người ạ. Chảo rất to luôn. Đậu hũ này là ăn mềm mềm mọi người nhé. Khám phá. Bà con này đi chợ rất đông mọi người ạ. Kia là toàn cảnh của cái khu chợ mọi người nhé. Đó, còn đây mình chỗ mình đang đứng đây là vệ đường thôi. Mọi người đi chợ rất đông. Đẹp quá. Có biết về cái gì mà sao ta? Đâu là. Hiện tại ngay đây tôi phát đập mà. Rất nhiều phong lan mọi người. Phong lan này lấy ở trên núi xuống hả chú? À, những cái lan này là lan gì chú? Đây là lan gì đấy? Đó là vàng. Lan là nhờ tên là không biết. À, nhờ tên không biết à? Đây là lan gì ạ? Lan nhờ là không biết tên. À, đấy ạ. Tên là... Và đang có hoa nhờ hết rồi chú nhỉ? Ừ. Vâng. Có mấy bé hoa, tên là nhờ tên. Vâng. Cái này bán có đắt không hả chú? Đắt. Có đắt không ạ? Cái này? Vâng. À, không đắt mấy. Cái này thì bao nhiêu tiền? Cái này đắt 50.000. 50.000 à? Vâng. Cái này gần như là đồng giá 5.000 hết mọi người ạ. Vâng. Cái này chắc là cây này. Vâng, cái này là trăng xế. Đấy, cái cây này 100 mọi người nhá. Đây, từ đây ra đây. Đây là 150.000. Vâng, cái này là đấu 100. Vâng. Đẹp thật mọi người ạ. To là to tiền tí. Vâng. Rất đẹp mọi người, cảm ơn chú nhá. Đây là củ mài. Củ mài đúng không ạ? Củ mài rất to, nhìn như kiểu là cái sừng hươu ấy mọi người ạ. To đấy, củ này mà lấu lên ở nhà phải chục người mới ăn hết được. Nó to này mà. Đây là cái rau cải này chuyên để múi dưa nhá, mới lại xào như thịt sấy nha mọi người nhá. Nó lắm. Mọi người có đi khám phá không mình nhá. Chợ này thì ngày thường vẫn bán cả lá rong mọi người ạ. Lá rong rất nhiều. Rau má. Kia là bánh rán đặc sản này. Bánh rán với mông ấy. Đây mật ong nhỉ cô nhỉ? Đây mật ong đúng không ạ? À vâng. Bao tiền lít đấy ạ? 100.000 à? 200. À 200 à? Vâng. Một cân mà ăn đi. Đây là măng nhá. Măng ngọt đúng không ạ? Măng ngọt. Ở ngay đầu chợ nhưng mà chợ đã rất là đông mọi người nhá. Còn đây là cái khu cửa hàng quần áo. Ngay cổng chợ thì bà con bán rất là nhiều rau mọi người nhé. Toàn rau lương, rau đặc sản, rau ngon. À, còn đây nhé, giới thiệu mọi người, đây là cái giá đỗ. Nhưng mà nó là giá đỗ tương mọi người nhé. Giá đậu tương này về xào thịt ăn ngon lắm. Cái đậu tương này bao nhiêu tiền một cân cô nhỉ? Y vàng à? À, y vàng là 20.000 cân mọi người nhé. Các chìa khóa đây.
cái đi ra lại không giờ không dùng công nghệ mới cái này cho nhá nhân dân có em tính địa đỏ người đây đó phải có lấy lên à đây là cái cửa hàng bán thuốc mọi người. Phiên chợ này rất lớn nhé mọi người nhé. Đó, mọi người có thể thấy. Ở đây mình có thấy cái này hay lắm mọi người ơi. Đây là cái mía ở trên mình gọi mía xương gà mọi người nhé. Cái mía này ăn mềm hơn cả mía tím mọi người nhé. Ăn rất mềm hơn mà ngọt. Đó. Cái này 10.000 đồng bó cả nhà nhé. Còn cái chổi này là 60.000 một chiếc này mọi người này. Rồi giờ mọi người cùng vào trong chợ với mình nhá. Đó mọi người. Ngay cổng chợ bắt gặp hàng đồ liếng ấy, rất ngon. Rồi chân nấm này, thịt gà này, xương cút này, thịt xiên này. Đó. Rất ngon luôn. Bây giờ chúng tôi đang đi tìm hàng ăn mọi người à. Mình chưa biết hàng ăn ở chợ này ở chỗ nào. Đó, đây những cái bộ quần áo rất đẹp mọi người nhé. Hôm nay quay kỹ cho mọi người xem nhé. Rất đẹp luôn. Đẹp lắm cả nhà. Những cái bộ này giá dao động từ 1.500.000 trở lên cả nhà nhé. 1.500.000 đến 2.500.000 nó tùy theo cái độ tinh xảo của từng bộ nhé. Rồi ok. Đi bạn ơi. Hiện tại mình đang đứng chỗ này đang là cái trung tâm của chợ Xin Trắng mọi người ạ. Trung tâm ở chợ gì? Chợ Cán Cấu mọi người ạ. Xin lỗi mọi người nhé. Mình cứ nhầm với chợ Xin Trắng. Nào cái mũ dân tộc đội không? Thank you.
quán nào đông nhất là quán nó ngon nhất đúng không? Quán kiểu. Đó, hiện tại mình đang ở cái khu vực quán ăn của chợ Cán Cấu này nha. Làm tí rượu chứ. Xong là một mình ăn à? Rồi. À, hôm xưa cháu vừa ăn nhà chú ấy ở trên xin chén. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa cháu vừa ăn xong, đứng đây vào đúng chỗ rồi. Chú mà. Thứ chư vào gặp nhau nhá. Vâng ạ. Thế để cứ biết chú hôm qua chợ dưới chú bán không? Hả? Qua chợ dưới có bán không? À, chưa, thứ sáu á. Vâng. Nhưng về cũng bán. Mắm này rất ngon cả nhà. Phở đây, đây là phở đây chỗ này. Wow. Mai là chủ nhật. Phở đây. Mai chủ nhật. Mai chủ nhật, mai là chủ phi chủ có. Mai chủ con hà. Mai chủ con hà đấy. Và chủ siêu cai nữa. Đúng rồi. Cháu không ông ăn một mình thôi ạ. Làm cho bát phở đi. Cháu bát phở. Cháu ăn cái thịt đến luôn, ăn thịt phở đến luôn. Không ăn ấy đâu. Ngon quá nhỉ? À, ngon đấy. Ừ. Làm tí rồi, cho tiền nhé. Quán nhồi không? Thịt nhồi không? Làm tí cho chú. Thôi lấy trong nguyên cái thịt này đi. Làm cái trong này. Nguyên thịt bắp đấy. Nguyên thịt bắp này. Thằng ăn đông lắm mọi người. Con nào nó dư nào lỗ. Thử lấy đồ đó. Wow. Mẹ cho cháu cái thìa bà ơi. Ăn chưa? Tôi có cho. Ăn chưa? Quay không nói. Được quá. Cho cháu một cái thìa. Mở cả nhà nhá. Rồi ngon. Đúng mày. Ông làm miếng nhé. Ông làm miếng. À, làm miếng. Làm miếng. Làm cho bắt nước chấm rồi nhỏ. Mở cả nhà nhá. Đó. Chấm lại cho mà bắt phở. Đúng rồi, cho bắt được chấm đi. Hiện tại mình đang ăn phở ở chợ Chín, đang chợ Cán Cấu mọi người ạ. Tụi đang gọi mi văn nè. Anh em ở nhà mà xem thì tầm này thì tầm lúc đó đói thì thôi chấm hết luôn anh em ạ. Cái gì nhông mồm á. Ngon lắm rồi nhà. Cháu cho cả chanh. Vâng. Hôm mình đi xin chén mình cũng ăn quán nhà cô chú này ngon lắm. Không phải cô chú không ạ? Đúng rồi không? Không chết, không chưa cho ăn quán này cả. Đây là cái bát được chấm nhé cả nhà nha. Vâng.
Vàng khô rồi luôn. Đói. Ăn nó đã đời lắm rồi nhỉ. Này. Ôi ngoài. Một phê. Cái rau sống này nha, không ở đâu có đâu nha, ngoài trên Bắc Hà Simaka mọi người nha. Nhờ rau húng đặc biệt đấy. Rồi, ăn nó ngọt đấy, cái thịt bắp này ăn nó ngọt. Rồi ok, mời em nhá. Ông làm tí rượu ra muốn. Ông rượu làm tí vui lắm. Có rượu ông coi à? Có rượu cho đóng làm tí. Rượu ạ. Có rượu không? Có mà. Rượu gạo rượu ngô ai? Rượu húng đặc biệt. Cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà. Ăn nó đã đời ấy. Mở cả nhà nhá. Anh em thèm, em xem thèm lắm nhỉ. Cái ớt ở trên này mọi người ăn, mọi người cho ít thôi, cho nhiều cay ấy. Như mình ăn được cay ấy là thì mình mới cho thế thôi, không làm cho ít nhá. Cay kinh khủng luôn. Đấy, bây giờ chấm ở đây này. Đấy. Ok, đó cái này sẵn đây, sẵn lên lên. Rồi. Có mấy thống chưa mày? Rồi, lại làm tí rượu nha, mày có bạn đi cùng nhá. Rồi, chúc sức khỏe mọi người nhá. À, mà được quay dùng đi bạn này. Mời cả nhà nhá. Ngập mồm không? Quá ngon. Đấy, đi trọng viên là như thế này mọi người. Dưới thời tiết sen lạnh này mà được chén rượu ấy và bát thịt nóng này thì ngập mồm luôn. Chén thứ hai rồi mọi người ạ. À, ngon.
Ăn cái thịt ở trên này nó ngọt lắm cả nhà, ăn nó ngọt kinh khủng ấy. Cay phồng mồm rồi. Tí nữa chay lại không về được. Sao con bán em ra? Con bán em. Con bán em. Say chiều về. Đây đây bọn ăn chấm nữa. Chẳng phải ghi được đi chợ phiên này vui như thế này chứ. Cô áo vắng. Một lắm nha bạn. Toàn nó lên toàn ạ. Toàn anh em ở xa mà lên Lào Cai mà đi chợ phiên nhé thì nhớ đừng ăn ở đâu, cứ vào chợ phiên mà ăn mọi người ạ. Đồ đảm bảo ngon kinh khủng luôn. Ăn ở chợ này mình cũng có cái cảm giác là mình đi chợ mọi người, nó có cái cảm giác là mình đi du lịch. Chứ còn vào quán và nhà hàng ăn thì là bình thường quá mọi người. Đó, kệ người ta này. Hiện tại bây giờ anh em mình đã ăn xong rồi mọi người ạ. Và anh em mình đang đi loay quanh chợ xem có cái gì hay không, anh em quay lại cho các bạn xem nhé. Đây là ngô lết bà cô. Đây là lết mọi người ạ. Mềm mén nhưng mà nó là ngô lết ấy. Có mà bên ăn luôn nhìn ngon quá. Thịt nó đen bản chuẩn luôn họ cũng phải thấy không anh em ở nhà nhìn thấy bốc khói không? Quá đỉnh luôn, ăn cái miếng này nó mới ngập răng này. Chỗ này là các cô và chú ấy bán rượu mọi người ạ. Vẫn là rượu ngô Bắc Hải. Xin mời. Đó mọi người ạ, có em bây giờ thì cũng chưa chợ rồi ấy. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Hẹn gặp bạn lại các bạn vào cái video lần sau của mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày